chúng con. Nơi Việt chính là nơi khởi đầu những ước mơ. Trường Nam Việt là ngôi nhà thứ hai của con. Con yêu tất cả mọi thứ ở trường Nam Việt. Điều con thích nhất ở trường Nam Việt là tất cả thầy cô đều luôn quan tâm và luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng con. Sau khi về Việt Nam, bố mẹ muốn lựa chọn cho em một ngôi trường tốt để học tập và phát triển. Em thích Nam Việt tại vì các lớp học ở đây rất vui và thú vị và giúp em thích ngoại ngữ nhiều hơn. The teachers and friends in Nam Việt school helped me a lot, so now I can be able to speak more Vietnamese. Các em ở tại Nam Việt không chỉ những kiến thức ở lớp mà những hoạt động vui chơi, thực hành cũng rất lý thú, bổ ích. Em thích nhất là các hoạt động nghệ thuật tại trường Nam Việt. Em được học đàn, hát và biểu diễn trên sân khấu, giúp em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Students here develop their skills, improve their knowledge in a friendly and modern facility environment. They have many contemporary activities like singing, swimming, dance, and that helps them to gain their confidence and be successful in the future. Em rất thích môi trường học tập ở Nam Việt bởi vì vào buổi sáng chúng em học được đầy đủ những kiến thức và được ôn chúng lại vào những buổi tối, và nhờ đó để giúp chúng em tự tin hơn vào trong các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia mà không cần đến sự hỗ trợ của các lớp học thêm nào ở bên ngoài. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp thật là vui, nhờ đó có thể giúp chúng em giải tỏa được căng thẳng sau mỗi tiết học. Em thật sự cảm thấy mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui và thật ý nghĩa. Là cơ sở đào tạo chuẩn quốc tế được phụ huynh tín nhiệm với nhiều thành tích nổi bật, trường chuẩn quốc tế Nam Việt hiện đã thu hút được gần 5.000 học sinh theo học. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99%. Ghi nhận những thành tích đó, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng bằng khen cho cá nhân Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Đức Quốc cùng tập thể nhà trường. Nhà trường tuyển sinh năm học 2023-2024 trên toàn quốc. Mức học phí khối mầm non chỉ từ 2.900.000 đồng một tháng, mức học phí khối tiểu học chỉ từ 2.161.000 đồng một tháng, khối trung học cơ sở chỉ từ 1.950.000 đồng một tháng, khối trung học phổ thông chỉ từ 2.975.000 đồng một tháng, miễn học phí cho con em vùng sâu vùng xa, hải đảo và biên giới. Thông tin tuyển sinh, quý phụ huynh liên hệ tại quận 12, Gò Vấp, Tân Phú và Thủ Đức. Hotline 1900 757575, website truongnamviet.edu.vn. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt, nâng bước tri thức, hội nhập quốc tế.